Video máy bay chở 65 tù binh Ukraine lao xuống đất bốc cháy dữ dội. Ukraine xác nhận có kế hoạch trao đổi tù nhân trong ngày máy bay Nga rơi. Iraq phản đối các cuộc không kích của Mỹ và lãnh thổ. Iran kêu gọi cắt đứt huyết mạch của Israel, thành phố ở Gaza bị bao vây. Ông Biden thắng cử dễ dàng ở New Hampshire, nói về cuộc đua trong đảng ông Trump. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức quốc tế trên kênh YouTube Báo Lao Động. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Mới đây, trong một tuyên bố vào ngày 24 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay quân sự IL-76 đang chở 65 tù binh để trao đổi thì xảy ra vụ việc. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận đây là số tù binh Ukraine và máy bay chở họ đã rơi ở vùng Belgorod, giáp biên giới Ukraine. Ngoài 65 tù binh Ukraine, còn có 6 thành viên phi hành đoàn và 3 người đi cùng tù binh. Chuyến bay này đã được lên lịch từ trước vào lúc 11 giờ sáng theo giờ địa phương. Các tù binh đang được chuyển đến vùng Belgorod để trao đổi. Nga đã cử một ủy ban điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo kênh Telegram 112, vụ tai nạn xảy ra gần làng Jabolondovo, cách biên giới khoảng 90 km. Kênh này lúc đó cho biết rằng không có người sống sót. Theo hãng tin Reuters, video đăng trên tài khoản Telegram của Baza, một kênh liên kết với các cơ quan an ninh Nga cho thấy một chiếc máy bay lớn rơi xuống đất và phát nổ, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ. Trong khi đó, thống đốc khu vực Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov cho biết có một sự cố không xác định đã xảy ra ở quận Korochansky của khu vực này, phía đông bắc thành phố Belgorod, và ông sẽ kiểm tra hiện trường. Ông thông tin thêm rằng các nhà điều tra và nhân viên cấp cứu đã có mặt tại hiện trường. Điện Kremlin thông báo họ đang xem xét tình hình. Cũng liên quan đến vụ việc rơi máy bay chở tù nhân Ukraine xảy ra vào ngày 24 tháng 1 vừa qua, cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine đã xác nhận có một vụ trao đổi tù nhân giữa nước này với Nga, dự kiến thực hiện trong ngày xảy ra vụ máy bay rơi. Tuy nhiên, theo ông Andrei Yusov, người phát ngôn của cơ quan trên, kế hoạch không diễn ra lúc này. Trong khi đó, cơ quan quản lý tù nhân chiến tranh của chính phủ Ukraine cho biết họ cũng đang tiến hành điều tra thông tin về vụ rơi máy bay nói trên. Mặc dù thông báo của cơ quan quản lý tù nhân Ukraine không cung cấp thêm thông tin chi tiết, song có nội dung cảnh báo Nga đang tiến hành các hoạt động cung cấp thông tin chống lại Ukraine nhằm gây bất ổn cho xã hội Ukraine. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga, viết gọn là Không quân Nga hay VKS Nga, đang gia tăng những cuộc tấn công bằng bom lượn có điều khiển vào các vị trí của quân đội Ukraine ở chiến tuyến. Việc Không quân Nga ồ ạt sử dụng bom lượn có điều khiển được truyền thông phương Tây ghi nhận và đánh giá cao sự phát triển cả về kỹ thuật và chiến thuật. Chiến thuật chính khi Không quân Nga sử dụng bom lượn như sau: chiến đấu cơ bay thấp bám địa hình, sau đó nhanh chóng leo cao lên đến khoảng 9.000 mét, thả bom rồi rẽ ngoặt gấp, để lại một vệt trắng trên bầu trời và người dân dưới mặt đất có thể ghi lại bằng điện thoại di động. Việc máy bay chiến đấu của Nga dùng chiến thuật bất ngờ leo cao không chỉ giúp bom bay được xa hơn mà còn khiến tên lửa phòng không Ukraine không kịp phản ứng, hoặc nếu có thì cũng khó tiếp cận vì khi đó mục tiêu đã vượt ra khỏi tầm bắn hiệu quả. Khi cuộc xung đột sắp sửa tròn 3 năm vào ngày 24 tháng 2 tới, triển vọng quân sự của Ukraine dường như đang mờ nhạt. Họ đã từ bỏ hy vọng về một chiến thắng nhanh chóng và thay vào đó đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài. Một quan chức phương Tây làm việc về chính sách Ukraine tin rằng có rất ít triển vọng về một bước đột phá trong hoạt động của cả hai bên trong cả năm 2024, chứ đừng nói đến trong vài tháng tới. Thực tế này đã được thừa nhận ở Kiev, nơi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố vào đầu tháng 12 năm 2023, rằng một giai đoạn mới đã bắt đầu. Sau khi thất bại với kế hoạch tái chiếm các khu vực rộng lớn ở phía Nam, ông Zelensky đã ra lệnh cho quân đội xây dựng các pháo đài phòng thủ mới. Bộ Quốc phòng Estonia công bố một báo cáo vào tháng 12 năm 2023 cho biết rằng Ukraine nên chuyển sang phòng thủ chiến lược để nước này và các đồng minh có thời gian xây dựng cơ sở công nghiệp, đào tạo quân dự bị, tăng nhân lực và tăng cường năng lực sản xuất pháo binh để tiếp tục chiến dịch tấn công trong năm 2025. Chuyển sang những tin tức liên quan đến các xung đột ở Trung Đông. Ngày 24 tháng 1, Iraq đã ra thông báo phản đối các vụ không kích của Mỹ nhằm vào các vị trí quân sự ở nước này. Đồng thời, quốc gia này coi đây là hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia Tây Nam Á. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 23 tháng 1 thông báo, lực lượng nước này đã thực hiện các vụ tấn công cần thiết nhằm vào ba cơ sở của nhóm vũ trang Kataib Hezbollah và các nhóm khác ở Iraq, chỉ vài ngày sau khi binh sĩ Mỹ đồn trú ở miền Tây Iraq đã bị tấn công bằng tên lửa và rocket. Ông Austin khẳng định Mỹ không có ý định leo thang xung đột trong khu vực, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện thêm các biện pháp bảo vệ người dân và cơ sở của mình. Trong tuyên bố, Văn phòng Thủ tướng Iraq nhấn mạnh vụ tấn công của Mỹ là những hành động gây leo thang căng thẳng, vi phạm chủ quyền của Iraq
và làm suy yếu quá trình hợp tác nhiều năm qua giữa Baghdad và Washington. Theo Lầu Năm Góc, Mỹ và các lực lượng đồng minh ở Iraq và Syria đã trở thành mục tiêu của hơn 150 vụ tấn công, và đến nay Washington đã tấn công đáp trả ở cả hai nước. Hiện Mỹ đang đồn trú khoảng 2.500 binh sĩ ở Iraq và 900 binh sĩ ở Syria như một phần trong các nỗ lực ngăn chặn lực lượng khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trỗi dậy ở hai quốc gia Trung Đông này. Hãng thông tấn nhà nước của IRNA của Iran đưa tin, tại một cuộc họp công khai, ông Ayatollah Ali Khamenei, vị lãnh tụ tối cao của Iran, đã thúc giục các nước ngừng đưa ra những tuyên bố ủng hộ ngừng bắn ở Gaza. Ông cho biết, đôi khi quan điểm và tuyên bố của quan chức các nước Hồi giáo đã sai, bởi vì họ nói về một vấn đề như lệnh ngừng bắn ở Gaza, đó là việc nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Lãnh tụ Iran cũng kêu gọi các quốc gia Trung Đông hạn chế hỗ trợ Israel. Trong những tháng gần đây, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen, được cho là đồng minh của Iran, đã tấn công nhiều tàu thuyền trên các tuyến đường thủy quan trọng trong khu vực. Houthi cho rằng các tàu đó có liên quan tới Israel hoặc đang đi tới các cảng của Israel. Các nhóm quân khác được Iran hậu thuẫn như nhóm Hezbollah tại Liban và Hồi giáo Jihad ở Gaza cũng tham gia các cuộc tấn công Israel kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát vào tháng 10 năm ngoái. Theo các nguồn tin chia sẻ với hãng tin Reuters, các quan chức đàm phán Qatar, Mỹ và Ai Cập trong nhiều tuần qua đã di chuyển qua lại giữa Israel và lực lượng Hồi giáo đang quản lý Gaza để cố gắng đạt được các điều khoản về một lệnh ngừng giao tranh. Đạt được thỏa thuận cũng sẽ cho phép có thêm thực phẩm và vật tư y tế đưa vào Gaza. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết hai bên vẫn còn bất đồng về cách chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến đang nổ ra ở Gaza. Phía Hamas đã từ chối tiến tới một giải pháp hòa bình cho đến khi vấn đề nhà nước được giải quyết. Trong khi đó, người phát ngôn phía Israel, Eilen Levy, ngày 23 tháng 1 khẳng định sẽ không có lệnh ngừng bắn nào để cho Hamas tiếp tục nắm quyền và bắt giữ con tin ở Gaza. Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Qatar và Cơ quan Thông tin Nhà nước Ai Cập hiện chưa trả lời khi được yêu cầu bình luận về triển vọng cho một thỏa thuận ngừng bắn mới sau lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần vào tháng 11. Nỗ lực ngoại giao xung quanh một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn vẫn còn căng thẳng. Qatar ngày 23 tháng 1 cho biết họ đã trình bày đề xuất cho cả hai bên và liên tục nhận được phản hồi từ cả hai bên. Đó là lý do để lạc quan. Ngày 23 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tiếp tục phản đối ý tưởng thay đổi nguyên trạng lãnh thổ ở giải Gaza khi Israel liên tục đề xuất tạo ra một vùng đệm bên trong giải đất này. Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Nigeria, ông Blinken khẳng định Israel có quyền ngăn chặn nguy cơ tái diễn vụ tấn công quy mô lớn của Hamas hôm 7 tháng 10 năm 2023 và trấn an người dân ở khu vực biên giới. Tuy nhiên, khi đề cập tới quy chế lâu dài của Gaza trong tương lai, quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ nêu rõ quan điểm của Washington trong việc không xâm phạm lãnh thổ Gaza. Trong một diễn biến liên quan, Nhà Trắng cho biết, cố vấn của Tổng thống Mỹ về vấn đề Trung Đông, ông Brett McCook đã đến Ai Cập và dự kiến thăm các nước khác trong khu vực để thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn mới có thể kéo dài hơn nhằm trả tự do cho các con tin Israel. Xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Triều Tiên ngày 24 tháng 1 đã phóng một số tên lửa hành trình hướng ra Hoàng Hải. Đây là vụ phóng thử tên lửa hành trình đầu tiên của Triều Tiên kể từ tháng 9 năm 2023 và là vụ phóng mới nhất của Triều Tiên trong hàng loạt vụ phóng diễn ra từ đầu năm đến nay khi tình hình bán đảo Triều Tiên không ngừng căng thẳng. Theo đó, Tham mưu trưởng Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết, vụ phóng diễn ra vào lúc 7 giờ sáng nay theo giờ địa phương, tức 5 giờ theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, hiện Quân đội Hàn Quốc chưa xác định được chính xác số tên lửa được phóng cũng như chi tiết của vụ phóng. Thông cáo báo chí của Tham mưu trưởng Quân đội nêu rõ, Quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát và cảnh giác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi các dấu hiệu tiếp theo của Triều Tiên. Ngay sau thông báo của phía Hàn Quốc, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby trong một tuyên bố cũng cho biết Mỹ đang duy trì hệ thống phòng thủ thích hợp trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi Bình Nhưỡng liên tục thử nghiệm vũ khí. Phát biểu với báo giới, ông John Kirby nhấn mạnh, chúng tôi đang theo dõi sát và tôi muốn khẳng định rằng Mỹ tin tưởng vào khả năng phòng thủ hiện nay trên bán đảo Triều Tiên là phù hợp. Liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, theo CNN, ông Biden quyết định không tham gia cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire sau khi Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ thay đổi thông lệ tổ chức bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên trên toàn quốc tại các bang Iowa và New Hampshire để chuyển sang ủng hộ các bang như Nam Carolina, Nevada, Georgia và Michigan vì tin những nơi này thể hiện chính xác hơn sự đa dạng của đảng. Mặc dù tên của ông Biden không xuất hiện trên lá phiếu bầu chính thức ở New Hampshire vào hôm 23 tháng 1, nhưng những người ủng hộ đương kim Tổng thống đã tổ chức một chiến dịch vận động cử tri đi bỏ phiếu và điền thêm tên ông vào phiếu bầu. Luật pháp Mỹ cho phép điều đó và sẽ công nhận chiến thắng của ứng viên Tổng thống được điền thêm tên vào phiếu bầu nếu người này giành được tỷ lệ ủng hộ của cử tri cao hơn các ứng viên khác.
Nỗ lực của những người ủng hộ đã mang lại chiến thắng áp đảo ở New Hampshire cho ông Biden trước đối thủ cùng đảng, nghị sĩ Dean Phillips đến từ bang Minnesota. Trong một tuyên bố mới phát đi, Tổng thống Biden đã cảm ơn tất cả những người đã điền thêm tên ông vào phiếu bầu ở New Hampshire. Ông Biden lưu ý, chiến thắng bầu cử sơ bộ của cựu Tổng thống Donald Trump tại bang này cho thấy rõ, cuộc đua giành đề cử trong đảng Cộng hòa GOP hiện đã ngã ngũ và ông Trump sẽ đại diện cho GOP năm nay. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng kêu gọi các cử tri độc lập và những thành viên GOP chống Trump bỏ phiếu ủng hộ ông trong ngày tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.